Thưa quý vị, sáng nay Báo Đà Nẵng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết Đà Nẵng ngày mới. Dự buổi lễ có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Được phát động từ đầu tháng 6 năm 2021 qua 7 tháng, cuộc thi viết Đà Nẵng ngày mới đã nhận được tổng cộng 167 tác phẩm của 110 tác giả từ mọi miền đất nước ở các thể loại tạng văn, tùy bút, tạp bút, phản ánh những đổi thay của Đà Nẵng sau 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, vẻ đẹp của đất và người Đà Nẵng, niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển của thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương sáng kiến tổ chức cuộc thi của báo Đà Nẵng, xem đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời gửi lời cảm ơn những tình cảm mà các tác giả đã dành cho thành phố. Thông qua những bài viết, những góc nhìn về cuộc thi, lãnh đạo thành phố có cái nhìn toàn diện hơn trong việc phát triển thành phố ở tất cả các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Báo Đà Nẵng chắt lọc ý kiến từ cuộc thi, nhất là những thiết kế cho thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy. Ban tổ chức đã chọn ra 27 tác phẩm của 25 tác giả vào vòng chung khảo, chấm chọn và trao 5 giải khuyến khích, 3 giải ba và 1 giải nhì không có giải nhất. Giải nhì của cuộc thi thuộc về tác giả Thái Mỹ với tác phẩm Hướt ở cuối sông.